Giờ các em. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta chuẩn bị bài trước ở nhà vào tuần 14. Ở tuần 14 thì các em có 4 tiết, 2 tiết đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục thực hành phần nói và nghe. Phần này thì cô đã yêu cầu chúng ta viết bài tập làm văn ở nhà ở tuần trước rồi. Như vậy thì nếu bạn nào chúng ta viết lại, viết rồi thì các em sẽ xem lại. Như vậy thì cô sẽ yêu cầu chúng ta hai nội dung. Thứ nhất là trước khi kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng một bài tập làm văn hoàn chỉnh thì các em sẽ lập dàn ý đó là bố cục mở bài thân bài kết bài để chúng ta nêu ra những cái ý chủ đề của từng đoạn cho thật là rõ ràng nhưng mà làm gọn thôi đủ để cô hình dung ra được là câu chuyện của các em nó xảy ra theo trình tự nào diễn biến và kết quả của câu chuyện đó ý nghĩa của câu chuyện và các em làm thật là sơ so lược theo hướng dẫn của cô chúng ta đã thực hành ở trang ở tuần trước đó. và khi mà lập nhận ý xong thì các em sẽ tiến hành viết bài văn theo bố cục ba phần, phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Như vậy thì để trước khi viết một bài tập làm văn thì các em sẽ xem cho cô cái yêu cầu ở trang 107, 108. Để các em, đây là những cái yêu cầu kể lại trải nghiệm của bản thân nha. Như vậy thì các bước trên thì tìm hiểu rồi cô không nói thêm. Như vậy thì ở cái phần đánh giá đó các em à, như vậy thì bài các em đòi hỏi phải có bố cục đầy đủ 3 phần, đó là phần phần giới thiệu, phần nội dung và phần kết thúc phần nội dung bao gồm hoàn cảnh xảy ra câu chuyện diễn biến câu chuyện và kết thúc câu chuyện như thế nào à, các em cần phải biết xây dựng sự việc và nhân vật cho nó cụ thể rõ ràng câu chuyện kể về trải nghiệm của chính bản thân các em à, như vậy thì các em phải giới thiệu rõ ràng về nhân vật về không gian về thời gian à, đặc biệt là câu chuyện của chúng ta kể theo ngôi thứ nhất tức là các em là nhân vật chính của câu chuyện và cần sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lý cần có sự kết hợp kể và tả tránh trường hợp chúng ta kể nó quá gọn giống như tóm tắt thì người ta sẽ không hình dung ra được câu chuyện của các em như thế nào ra làm sao bên cạnh đó thì các em cần thể hiện cái suy nghĩ cái bài học rút ra từ câu chuyện tức là trong quá trình chúng ta kể tả các em cần có đang xen cảm xúc đó nha như vậy thì ở hai cái phần sau là cái phần yêu cầu chúng ta trình bày thì khi mà các em viết thì các em sẽ gửi qua nhóm và cô sẽ chiếu trên lớp và các em sẽ đọc và các bạn khác chúng ta sẽ nhận xét vậy thì chỉ có hai tiết do vậy thì các em cần phải làm ở nhà để cô có thể trình uh, chiếu cho các bạn xem để trên cơ bạn đó chúng ta nhận xét cho nó rõ ràng hơn. Tiếp tiếp theo thì chúng ta ôn tập. Thì cô sẽ cho chúng ta làm hoàn chỉnh bài tập trang 97, 98. Chúng ta sẽ sắp có những cái đợt ôn tập rất là nhiều. Do vậy thì cô muốn chúng ta sẽ hoàn tất cái việc mà uh, làm bài tập trong phần thực hành tiếng Việt. Có một số bài chúng ta đã làm rồi các em đó là chúng ta dùng cụm chỗ gồm dùng cụm từ để mở rộng thành phần chủ ngữ vị ngữ nha như vậy thì đa số là các em làm được tới cái bài tập số 1 bài tập số 2 bài tập số 3 như vậy là còn bài 4 bài 5 bài 6 các em về nhà nếu mà chưa làm thì mình đọc lại và chúng ta làm lại cho cô các bài tập ở cái phần thực hành tiếng Việt trang 96 trang 97 và trang 98 đó, còn tiết cuối cùng thì chúng ta sẽ được sang cái bài mới với các em Chúng ta được sang bài 6 à các em sẽ sang bài sáu, 6. bài sáu 6. À. đây đó là bài 5 Mình xin lỗi bài năm đó là bài trò chuyện cùng thiên nhiên như vậy chúng ta sẽ chuyển sang một cái hình thức khác đó là hồi ký nha như vậy thì các em trước khi chúng ta đọc văn bản lao sao thì các em sẽ trước khi đọc văn bản lao sao thì các em sẽ đọc cho cô cái chi thức à, cái chi thức văn bản tri thức văn học tri thức đọc hiểu để các em xác định cho cô được cái khái niệm ký là gì hội ký là gì và người có chuyện ngôi thứ nhất trong hội ký là như thế nào về cái hình thức ghi chép và cách kể sự việc trong hội ký cái bài lâu sau ngày hè đó của tác giả Duy Kháng đó các em sẽ đọc trước cái phần thông tin trong cái phần ô vuông này giúp cô nha sau đó các em sẽ trải nghiệm cùng văn bản văn bản thì khá là dài như vậy thì Trước tiên thì các em sẽ làm cho cô một số nội dung sau, đọc tới đọc lui nhiều lần cái văn bản này, sau đó là các em sẽ tóm tắt cho cô nha, tóm tắt văn bản, gợi ra các sự việc chính. Các em tìm hiểu cho cô chủ đề của văn bản lâu sau ngày hè là gì. À, cô gợi ý một số vấn đề sau, các em sẽ tìm hiểu đặc tính của loài chim ác, đặc tính của loài chim hiền và cảm nhận của nhân vật tôi khi được chứng kiến thế giới các loài chim và thế giới và cái thiên nhiên ở đồng quê là như thế nào. Đó, từ đó các em sẽ trả lời các câu hỏi à, suy luận câu số 1, câu số 2, câu số 3 nha. Đó. Rồi, à, các em sẽ trả lời các câu hỏi ở cái phần suy ngẫm và phản hồi rất là dễ thôi. Các em đọc kỹ thì chúng ta sẽ cảm nhận được à, đó là nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong tuần 14. À, các em về nhà phải chịu khó, phải siêng năng đọc bài để chúng ta có cái nền để như là mình biết cảm nhận sự việc Khi mà mình đã có biết được cơ bản sự việc đó Viết về vấn đề gì rồi à, Như vậy nha Cô sẽ gặp lại các em ở tuần sau nữa Rồi chào các em